một cái phần khác đó là nó để cho mấy cái con sâu đó, nó đụng cái lỗ vô ăn, xong rồi con sâu chui lên nó ăn con sâu. Thì đến khi cái hộp đó đó mà bị hư rồi đó thì nó một nhóm khoảng chừng 15 đứa thì nó sẽ là quay cai quản khoảng chừng 4-5 đi. Chúng ta ở dưới cách sết lên. Dạ, sẵn đó thầy mời gia đình nó lại dùng kiều luôn đó.